Hello, hello. Em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị các bạn. Đấy, những khách hàng thân thiết nhất của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Hôm nay thì em tiếp tục lên sóng báo giá cũng như trò chuyện và tương tác gia đình nhà mình. Đấy, những dòng xe đang có bên em nhá, cũng như là bên cạnh đó thì sẽ tư vấn cho gia đình nhà mình. Đấy, về những thủ tục mua bán xe, ship xe như thế nào, hỗ trợ giải góp ra sao nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương có một buổi tối vui vẻ, có bước sóng này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất gia đình nhá. Đây, rất là nhiều xe này mới về để phục vụ đại gia đình đây. Đấy, xe rẻ đây nhà mình ơi. Chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào Trần Đức Anh, chào bác Khúc Văn Công, chào tất cả khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, nhà mình hoan hỉ lên, vui vẻ lên, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh chị quý vị nhà mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả, mà để lan tỏa bước sóng livestream này hơn nhá, để những bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng này thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Chưa mua xe thì cũng được tư vấn và tham khảo về giá cũng như chất lượng xe cho gia đình mình ạ. Hello anh Giai. Vâng ạ, chào bác Nguyễn Quang Anh, chào bác Trần Thị Thu Hằng nhá, chào đại đình mình ạ. Đấy, chào bác Minh Phúc nhá. Đây nhá, thì em xin bắt đầu vào báo giá thì mình cùng chia sẻ mạnh tay lên giường với em gia đình ơi. Đây, để bắt đầu của livestream ngày hôm nay này, báo giá gia đình mình hai mẫu Hyundai Gani 10 bản đổ nhá. Hyundai Gani 10 bản đổ, một chiếc màu xám 2014 này, và chiếc màu trắng 2016 này. 260 triệu màu trắng, 235 triệu đồng cho chiếc màu xám này này. Con này thì tư nhân chính chủ 32 loại phố này. Con này thì 88 Nam Định này, đấy, hai củ lạc Nam Định. Bản đổ thì được trang bị la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xi điện. Đấy, cam đôi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. 2016 và 235 triệu đồng 2014 cho mình cùng tham khảo nhá. Đấy, chào tất cả các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chào bác Lê Thoạn mới vào này, chào bác Thủy Đỗ, chào Nguyễn Quang Anh, chào Trần Thị Thu Hằng. Đấy, chào đại đình mình. Đấy, hai mẫu i10 bản đổ mình cùng tham khảo giúp em nhá. Đấy, tiếp tục này, Kia Morning bản đổ 2009 nhập Hàn đây gia đình ơi. Đấy, các bác nào đang muốn chọn cho mình một chiếc xe sốt dự động lanh quanh tầm 200 triệu này, tránh mưa tránh nắng, bổ túc tay lái nhá. Đấy, gửi đến nhà mình con này 2009 nhưng em vẫn cam kết bao zin này, máy số keo chỉ sơn xi zin, xe này mang động cơ 1.0, máy eco vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Trung ạ, chào bác Trần Dũng, chào đại đình này. Đấy, điều hòa auto cần số zích zắc, là răng đúc phay hoa mai, xanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí nhá. Cam đôi cam hành trình đầy đủ rồi, em Tùng đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng thôi. Đấy, thân vỏ liền lạc, đấy, sơn xi sạch sẽ, nội thất thì mỡ màng rồi nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, không phải suy nghĩ đâu thêm. Đấy, Kia Morning nhập Hàn 2009. 230 triệu đồng gửi gia đình mình. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Ok, để xem Accent 209 đâu nhỉ? Đấy, Accent 209 với em còn một mẫu bác nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay hoan hỉ vui vẻ, cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Đây, Accent 209 đấy bác ơi. 165 triệu đồng thôi nhá. Accent 209, sedan đầu phân khúc hạng B, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, đây biển 14 Quảng Ninh nhá. Đấy, la răng đúc lốp nát đẹp, xin nhan trên sườn xe này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, 165 triệu đồng, động cơ 1.4 nhập Hàn 2009 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn, giá còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu được cho đại mình ạ. Chào Huy Hoàng, cho Trần Hằng, chào Tuyên Thắm. Vai ốt đi anh trai à? Ok bác ơi, có vai ốt nhá. Vai ốt 2010 bao nhiêu à? Vai ốt 2010 thì bên em còn hai mẫu bác ạ. Đây thì em quay cho ạ. Đây, vai ốt 2010 màu đen. Ở đâu còn 2009 bác ạ, con này 2009 nhá. Đấy, tham khảo em con này. Đấy, đây, quanh 2010 đây. Con này thì 2009 bản E xịn này. Đấy, hồ sơ thì cầm tay rồi nhá. 2009, động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này thì em đang bán cho gia đình mình với cửa tiền là 225 triệu đồng nhá. Đấy, Toyota Vios lồi đồng cuối đá quốc dân đây, rất tiết kiệm nguyên liệu này. Ăn anh quanh chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 6 lít 6 trên 100 km đường trường thôi. La xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS hai bánh trước, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Bản E xịn 2009, 225 triệu đồng. Đấy, đấy bác đang tham khảo Vios thì quan tâm chiếc này nhá. 2010 còn một chiếc nữa. Đây, 2010 đây. Vios 2010 này. Con này thì 190 triệu đồng thôi. La xăng đúc rồi, lốp láp đẹp,
biển tư nhân chính chủ thủ đô nhá. Máy số keo chỉ sơn xịn đại chất luôn, đăng ký đăng kiểm mà còn dài. Đến tháng 12 năm 2023 cơ. Em bán con này là 195 triệu nhá. 195 triệu đồng thì mình cùng tham khảo. Y10 bên cạnh bao nhiêu? Vâng, chào bác Phạm Nga, chào bác Huy Hoàng, chào tất cả là gia đình nhá. Ok, Vios thì đợi một tí này em. Đâu Y10 bên cạnh nhỉ? Đây đúng không anh ơi? Đây Y10 biển thủ đô đây. 235 triệu đồng, đời 2014 bản đủ. Đấy, trang bị la sang đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cực trì điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Đấy, cam lùi, cam hành trình, màn hình cova thì đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm dài đến cuối năm nay nhá. Con này 235 triệu đồng, bản đủ 2014 nhá. Đấy, bác Huy Hoàng đang quan tâm mẫu Y10 này, nhấc máy lên gọi cho em với hai số Zalo này, trên hình 0347 và 0343 540 99, em tư vấn thêm cho nhá. Nào để tiếp tục báo giá đầu Vios bên em có này. Đó, xem Vios bên em còn mẫu nào em báo giá lốt cho mình nhá. Vừa là hai mẫu, một đời lẻ 9, một đời lẻ 10 này. Đây còn mẫu này nữa bác ơi. Toyota Vios bản E nhá. Em tị ạ. Em ơi, Kia Morning số động không? Bác Phạm Thái Phạm. Có bác ơi. Đây Kia Morning số động đây. Đời con này thì đời 2013 nhá. Đây con này mới về hôm nay luôn này. Số động. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi. Đấy. Màu trắng rất đẹp đây. Con này thì giá cả thì vẫn chưa có này, mới đang dọn dẹp với đang rửa giấy thôi. Rửa giấy qua cho nhà mình cùng tham khảo nhá. Mai thì bên em sẽ cân đối giá một cách làm sao hợp lý nhất cho hai bên. Đấy, bên bán bên mua cũng cùng hợp lý nhá. Mai thì sẽ có giá con này cho bác Thái cho bác Thái Phạm nhá. Đấy, đây Morning số động 2013 đây. Bản đủ nhá, la sang đúc này. Đấy. Đèn pha bi cầu này, giải đèn nếp định vị ban ngày này. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện này. Con này đăng kiểm rất là dài luôn. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhá. Nội thất ghế da, máy số zin nguyên bản theo xe. Đấy. Morning số động đi bác nhá. Mai thì em sẽ tham khảo lại giá cả để báo lại cho bác Thái Phạm nhá. Đấy, cảm ơn bác Thái Phạm rất là nhiều này. Đấy, vừa vặn là về đầu Morning số động. Đấy, vừa đóng một chắc lịch luôn. Đấy, bao chất, bao zin nhá. Cho xem nội thất một tẹo. Ok bác ơi, để em quay lại nội thất con Y10 nhá. Con chó Thanh Thịnh này, chó chuyên Bùi Quang. Đây để em quay lại nội thất của con Y10 một đầu cho anh tham khảo ạ. Đây rồi, để em quay lại nội thất này. Đây, nội thất ghế da hai tông màu đây, màu be và màu đen này, rất là đẹp này. Đấy, riêng cơ bản theo xe nhá. Màn hình thì cova cỡ lớn này. Đây lỗ sờ ta tốt, vô lăng túi khí này. Trần thì vẫn là trần lỉ nhá, trần lỉ di bản theo xe. Con này em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng bác ạ. Đấy, quan tâm sâu nhấc máy lên gọi cho em với hai số line nhá. Con này thì em đã có hình ảnh video chi tiết rồi. Đấy, cứ gọi đi thì em gửi cho nhá. Vâng, chào bác Sang Bi, chào bác Thanh Thịnh, chào bác chuyên Bùi Quang. Đấy, Morning số động rồi này. Chào bác Tăng Lão Đại, chào bác Thái Phạm này. Chào bác ô tô Cao Biển, chào toàn thể anh chị, quý cô bác, quý anh chị trên ba miền tổ quốc đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng này thì hãy ủng hộ em bằng vài lượt chia sẻ sai người ơi. Có con nào trả góp rẻ không anh? Bên em thì chính sách trả góp là với những xe mà cửa tiền tầm 300 trở lên và đời 2014 trở lên thì bên em mới có hỗ trợ trả góp nhá bác Tăng Lão Đại nhá. Đấy, anh tham khảo cho em ạ. Tôi đi tiếp theo giới thiệu gia đình mình nhá. Lại một đầu Toyota Vios đây. Xe được sản xuất 2017, đăng ký vào năm bánh năm 2018, động cơ 1.5 số sàn bản E số tự động. Đấy, số sàn bản E tự động nhá. La răng đúc phay 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng ABS thì một bộ luôn. Xin nhan trên gương, gương kính cục xì điện mà cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu mắt quỷ rất đẹp đây. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023. Đấy, màn hình cova này, cam lùi, cam hành trình nhá. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền 445 triệu đồng thôi, 445 triệu đồng. Đấy, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ to rồi. Đấy, nội thất vẫn còn thơm mùi mới luôn ạ. Đấy, bản hai túi khí 445 triệu đồng. Có con 7 chỗ là tầm 250 triệu trở xuống không? Bác Tuấn quay. Ok bác ơi. Đây, 7 chỗ tầm 250 triệu đồng bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Toyota Innova 2008 đăng ký vào năm bánh năm 2010, động cơ 2.0 số sàn, hộp số VVTi đây, 7 chỗ nhá, vua 7 chỗ, nội thất rộng nhất phân khúc này, điều hòa 3 vùng độc lập thì không phải bàn.
Đấy, lạnh buốt, lạnh sâu, tạo điều kiện thoải mái nhất cho anh chị nhà mình di chuyển đủ người nhá. Đấy, biển thủ đô này, 7347 này. Cam nùi, cam hành trình này, màn hình OLED này. Đấy, nội thất ghế da. Đấy, tóm lại là máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp nhá. Con này nó bán với cửa tiền 255 triệu đồng thôi nhá. Bác tham khảo cho em chiếc này bác ơi. Vâng, cho Tuấn quay ạ. Đấy, bác tham khảo cho em chiếc 7 chỗ và tầm 250 này nhá. Đấy, 7 chỗ thì chỗ này có, đây 7 chỗ con này có mấy con em giới thiệu luôn chỗ này này. Cũng là Toyota Innova nhá, con này thì đời cao hơn. Con này đời 2011, em Tùng đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. Màu xám đá, màu rất là đẹp này. Đấy, bản G xịn nhá, 325 triệu đồng. Đấy, con này thì hỗ trợ test hãng này, máy số keo chỉ zin này đấy. Ship xe toàn quốc anh chị quý vị nhìn mình nhá. Đâu xem vai đầu 7 chỗ ở đâu nhỉ? Em tư vấn hết cho mình một thẻ luôn này. Mình cùng tham khảo nhá. Đấy, tiếp tục là Mitsubishi Jolly nhá, 7 chỗ đây. Con này cửa tiền dưới 150 triệu đồng luôn. Đấy, giá bằng con Morning cho mình cùng tham khảo này. 7 chỗ và giá bằng Morning đây. Mitsubishi Jolly 204 2.0 số sàn là 7 chỗ ngồi nhá. Đấy, đủ đồ chơi rồi, cam nồi, cam hành trình này. Đấy, vô lăng, túi khí, nội thất ghế da này. Máy số cao chỉ còn đại chất luôn nhá. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Đấy, Jolly 2004 đăng ký bánh 206 135 triệu đồng gửi đến gia đình mình nhá. Đấy, chào tất cả những anh chị quý bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay để ủng hộ cho ô tô đồ mối Hải Dương, ủng hộ em Thanh Cổng. Hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage của cho ô tô đồ mối Hải Dương. Cùng theo đó hãy tiện tay là cho em xin mấy lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì mà để lan tỏa bước sóng livestream này hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý mình rất là nhiều này. Chào Nguyễn Quang Đạt, chào Tuấn Nguyễn, chào Hào Văn, chào Gốc Huy Thủy, chào Đại Đình mình ạ. Thì từ đầu giờ em cũng đã báo giá là 3 đầu Hyundai Grand i 11 đầu rồi. Thì sau đây báo giá cho mình này, 1 đầu Hyundai Grand i 12 đầu cho mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Grand i 10 sedan 2 đầu, đời 2016, đăng ký bánh 2017, tên tư nhân. Con thì em đang bán với cửa tiền là 258 triệu đồng thôi. Đấy, 258 triệu đồng cho mình nhá. Bao rút hồ sơ. Đấy, biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt. Này, bản này rất là đẹp luôn, hai đầu màu bạc. Xin nhan trên sườn xe này. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Nội thất bên trong đây. Nội thất bên trong rất là mỡ màng, rất đẹp này. Đấy, màn hình to rồi. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhá. Nội thất ghế da, trần lệ duyên với bản theo xe. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 258 triệu đồng thôi. Vâng, chốc Minh Tân KTT này. Đấy, chào bác Lê Đình Nhuận, chào bác Nguyễn Quang Đạt, chào Tuấn Nguyễn, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, còn rất nhiều đầu xe luôn để phục vụ anh chị quý vị mình. Vâng, chốc Thanh Ngoan vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chào bác Thanh Ngoan này, chào Minh Phúc này, chào bác Phạm Nga, chào Thu Hoàng, chào Khu Văn Công, chào đại gia đình, chào ô tô đồ ngoại dương ta. Vâng, thì ngay trước máy của em đây, các bác làm và đang muốn có một nhu cầu gọi là tìm một chiếc xe tập lái này, tránh mưa tránh nắng nhá. Đấy, bổ túc tay lái này. Con i12 đầu có trả góp không? Con i12 đầu có trợ trả góp cho anh nhá. Còn đấy có trợ trả góp anh ạ. Đây, Kia Morning 2009 bản SX bản đủ nhập Hàn. Đấy, màu xám lông chuột rất là đẹp đấy nhá. Biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhá. Điều hòa auto cần số zig zag, vô lăng, túi khí nhá. Đấy, bản đồ hai túi khí. Em Tùng đang gửi con này với cửa tiền là 228 triệu đồng thôi. 228 triệu đồng, số động, máy eco, tiết kiệm nhiên liệu vô cùng của gia đình mình ạ. Có Innova tầm 200. Innova tầm đúng 200 thì không có nhá, còn tầm hơn 200 này. Con này chính xác là 256 triệu đồng nhá. Đấy, có con này bác ạ. Đấy, Innova tầm hơn 200 thì bác tham khảo cho chiếc này. Rồi, mo lên số tự động rồi này. Đây, để vừa giới thiệu lần lượt mình dễ tham khảo nhá. Morning số tự động đúng không này? Toyota Vios số tự động này. i11 đầu giới thiệu rồi, 235 triệu đồng là 2014 này. Vios 2009 bản E này. 225 triệu đồng này. À đây. Cạnh đây thì em giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu La Chatty nhá. La Chatty 2012 đăng ký là bánh 2013. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn. Đấy, con này hồ sơ cầm tay rồi nhá. Hồ sơ cầm tay rồi. Lên những thủ tục và sang tên đổi chủ thì rất là nhanh luôn. La sang đúc, phanh đĩa này. Đấy. Xin nhan thì trên sườn xe, gương kính cụp trợ điện.
sedan hai đầu phân khúc hạng B đời 2012 em đang bán với cửa tiền 170 triệu đồng nhá. Dưới 400 có con gì xe gia đình không à? Dưới 400 thì xe gia đình rất là nhiều luôn bạn. Tầm dưới 400 này có Accent 219 này. Đấy, i12 đầu này, i11 đầu này đấy, bác rào cái giá cho em nó chuẩn một xíu nhá, tầm dưới 400 mà chính xác là tầm 300 bao nhiêu thì em sẽ tư vấn nó dễ hơn, chứ còn dưới 400 nói thật là rất là nhiều xe gia đình bên em luôn nhá. Cạnh chiếc La Chetti 2012 vừa rồi, tiếp tục báo giá gia đình này. Kia Morning màu vàng đời 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Bắc Đinh Ngọc Nam số tự động một tầm 400 à, đợi một xíu nào. Số tự động mà tầm 400 thì chưa có rồi. Số động tầm 400 xe đình thì chưa có nhá. Đây, nếu mà tầm hơn 400 một tí này. 400 con này 445 triệu đồng nhá. Đây, tầm hơn một tí này. Nếu mà bác cố được thì bác cố hẳn em chiếc này. 445 triệu đồng, số tự động nhá, xe gia đình nhá. Cam kết là bao di để bao test hãng trên toàn quốc nhá. Đấy, phát hiện được lỗi tặng ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình mình về mẫu Toyota Vios này ạ, màu trắng này. Đấy, bản e xịn số động nhá. Đấy, nếu tầm 400 no 445 triệu đồng thì tham khảo cho em chiếc này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi zin nhá. Và có một chiếc bản G nữa. Một chiếc bản G nữa cũng là xe gia đình. Biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An cái bác, còn đấy đi được hơn 6 vạn một tí. Thì chiếc đó hôm nay đi công vụ một xí rồi. Bác Đinh Ngọc Lam đang quan tâm dòng xe tầm loanh quanh 400 này. Đi gia đình nhá. Tí em sẽ nhắn tin và gửi cho bác hình ảnh video hai chiếc Toyota Vios bên em đang có. Cam kết bao zin bao thế hãng. La chết thì biển đẹp vậy. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi nhá, biển này biển treo thôi bác ạ, biển treo biển để nằm cạnh thôi bác ạ. Đấy, biển treo để biển nằm cạnh thôi chứ con này biển này thì phải tính là phải đôi 300 nữa đấy bác ạ. Vâng, cháu Huân Huỳnh, cháu Hà Văn Quyết này, cháu Đinh Ngọc Lam, cháu Bùi Hữu Nghị chào đại đình mình ạ. Đây nhá, Morning 216 rồi nhá, 1.25 số sàn 195 triệu đồng. Đấy, xe gia đình, đây biển 34 đây. 34 Hải Dương 4101 nhá. Đấy, 34 chào tất cả anh em nhá. Vâng, cháu anh Ngọc này, chào đại gia đình mình. Cành mốc Morning 216 số sàn rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhá. Morning số động màu xanh 2010 đăng ký năm bánh tại Việt Nam 2013 nhá. Con này bản SX nhập Hàn nguyên chiếc. Động cơ 1.0 số động máy eco rất là tiết kiệm nguyên liệu luôn. Màu xanh kiểu long rất đẹp này. Tư nhân chính chủ 29 Hà Lợi Phố. Bản đồ thì được trang bị phanh đĩa chống bọc cứng ABS. Xin nhan gương la răng đúc. Đấy. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều auto, cần số dây rắc vô lăng túi khí nhá. 235 triệu đồng thôi. Đấy, 235 triệu đồng nhá, còn bớt còn thương lượng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn zin với gia đình mình. Đấy, cho mẫu Kia Morning số tự động này. Rồi. Morning La Chetti biển 98. Ok. Đấy, sau con này là sẽ có La Chetti biển 98 cho bác nhá. Tiếp tục là anh quanh 2 đồng rưỡi này, 240 triệu đồng. Cho mẫu Hyundai Gani 10 2016 màu trắng bản bay này ạ. Bản bay nhưng được độ lên la sang đúc rồi. Cam lùi cam hành trình thì có sẵn nhá. Vô lăng túi khí này đấy. Nội thất ghế da nhá. Màn hình Cova cỡ lớn nhá. 240 triệu đồng đời 2016 i10 số sàn. Đấy, tên tư nhân nhá, không dịch vụ taxi. Con này là 240 nhá. Các bác nào đang tham khảo một dòng xe tầm đời cao này. Đấy, lanh quanh hơn 200 triệu một tí này. Tham khảo cho mẫu này nhá. i10 2016 bản bay 240 triệu đồng với gia đình mình. Vâng, chào bác Lương Văn Cường này, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Đấy, bác nào hôm nay vào mới xem lần đầu này, hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi lên sóng hàng ngày của bên em nhé. Hoặc là cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube để không bỏ qua những video giới thiệu sản phẩm cho gia đình mình. Mỗi tối thì em xin đại gia đình nhà mình từ 40 đến 45 phút thôi nhá. Đấy, xin thế thôi. Để em xin báo giá qua những đầu sản phẩm bên cho bên em đang có cho mình cùng cập nhật thêm nhá. Đây là Chetti biển 98 đấy ạ. Bác nào mà vừa hỏi chiếc La Chetti biển 98 nào giơ tay nè. i10 số động không bạn, bác Thái Phạm. i10 số động thì chưa có anh ơi. Mới có Morning số động ấy nhá. Có i10 không, i10 bên em rất là nhiều luôn bác Cương Lê ơi. Đây anh chị quý vị nào mà đang hỏi con La Chetti biển 98 nhá, giơ tay lên em xem nào. La Chetti biển 98 đời 2009, động cơ 1.5 số sàn. Con này thì bên em đang giá bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi. Xe đang đầu phân khúc hạng B, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ sơn xi chất nhá. 145 triệu đồng cho mẫu này. Tham khảo cho em đi. Có i10 không? Có i10 nhá. Đây i12 đầu này, i11 đầu đây.
Đấy, i10 chỗ này đang có hai chiếc đây. Con này thì em vừa em báo giá xong này, i12 đầu 2016 này, 258 triệu đồng. Đấy. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cova đầy đủ nhá, về sẵn đi sẵn dụng thôi. Và một con i10 bản đủ ở đây. 2014 nhưng con này là hatchback một đầu nhá. 235 triệu đồng, tên tư nhân chính chủ, 30 hạ phố đây. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng nhá. Có con i10 nào tầm 180 xốp? i10 tầm 180 thì chưa có bạn ạ. i10 bên em có một chiếc 2008 thì con đấy 135 triệu đồng và tầm lanh quanh từ 2014 đến 2016 trở lên là tầm 240-250 nhá, còn tầm 180 không có. Em lên Morning số động đi em, đây Morning số động đấy bác ơi. Con này là 2013, đấy mới về, mới dọn dẹp qua thôi. Chưa lên sóng, chưa báo giá nhá, chưa có giá cả. Đấy. Con này thì phải ấy đã, phải cân đối giá cả đã nhá, chưa có giá cả các bạn. Bác Thái Phạm cứ yên tâm, bác mà đang quan tâm mẫu Morning số động này này. Thì mai em sẽ lên video cũng như là báo giá cho bác nhá. Con này là đời 2013, màu trắng. Còn nếu mà đời thấp thấp hơn một xíu này, thấp thấp hơn một xíu nữa thì bên em đang có một chiếc đời 2010 và một chiếc hàng 2009 đây. Đấy, bác xem ưng đời tầm bao nhiêu thì bình luận cho em lại xem là đời tầm bao nhiêu nhá. Đấy, có 13, có lẻ 10 này và có lẻ 9 này. Máy số keo chỉ là bao zin nhá. Vâng, cháu Sơn Bùi, cháu Kệ Nó Đi, cháu Hà Tùng, chào đại đình mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bác vừa vào xem, hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage của cháu Tô Đồng Hải Dương để ủng hộ em nhá. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Vâng, chào bác Sơn Bùi. Vậy báo giá chiếc này đúng nhỉ? Đây còn sót chiếc này chưa báo giá này. Sedan đầu phân khúc hạng B đời 2017 nhá. Em xin báo giá gia đình mình chiếc Avel. Avel màu đen 2017 đây. Động cơ 1.5 số sàn. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống búa cứng AVET, sơn xi, máy số keo chỉ thì còn zin nhá. Ok anh ạ, mai em có báo, mai em có giá thì em sẽ kết bạn qua Zalo cho anh và gửi cho anh giá cả cái video chi tiết đấy nhá. Đấy, 2017 nhá, 1.5 số sàn, 225 triệu đồng cho mẫu AVET màu đen này ạ. Vâng, cháu Ngọc Rèn vừa xem buổi livestream này, vai ớt 2011 à. Bác Đức Trần, vai ớt 2011 thì bên em lại tạm thời chưa có rồi. Bên em đang có vai ớt 2009 và 2010 thôi. Đấy, anh tham khảo dùm em hack này nhá. Đấy, vì vậy em báo giá qua một lần rồi thì em báo giá lại một nữa cho bác tham khảo này. Đây, vai ớt 2009 màu đen đây, bản GE nhá, 220 triệu đồng. Đấy, bác tham khảo giúp em con 09 đây này. Bản E số sàn 1.5, 225 triệu đồng, màu đen. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm sau nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất. Và một con này là 2010 này, 2010 cũng màu đen. Con này 195 triệu đồng thôi nhá, 195 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng biển tư nhân Hà Nội nhá. Đấy, vai ớt 09-10 đây. Bản E 2009 225 triệu đồng. Đấy, và bản Ryuk vậy là con đấy là đời 2010. Con đấy thì em đang bán với cửa tiền 195 triệu đồng. Đấy, để em xin phép báo giá tiếp tục những đầu sản phẩm bên đường quá nhá. Nhà mình cứ bình luận, cứ comment đi, em tư vấn sâu cho. Tay góc này thì báo giá đến con i10 rồi. Báo giá lần lượt thì mình cùng tham khảo này. Cả nhà mình ai đang quan tâm đến dòng tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, tham khảo cho em trước này đi. Kia Morning 2011 động cơ 1.0 số sàn nhá. 1.0 số sàn. Đấy, 4 máy tiết kiệm điện. Em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Đấy, xe tập lái anh phun đồ chơi rồi. Cam đùi, cam hành trình, màn hình cova. Đấy, la sáng đúc, đa chấu đầy mâm này. Cặp đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá, tên tư nhân. Con này em đang bán cửa tiền 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cho gia đình nhá. Đấy, cạnh con đấy là con Morning, tiếp tục Morning nhá, nhưng con này đời cao. Morning 216 số sàn 197 triệu đồng. Bản bay như được lên la sang đúc phay rồi. Màn hình cova cỡ lo, cỡ to, cam lùi, cam hành trình này. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Đấy, 197 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu. Vâng, chào bác Văn Tuấn này, chóc Ngọc Dền này. Chào toàn thể anh chị quý vị, những cái hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của cháu ô tô đầu Hải Dương. Hãy cho em gửi lời chào đến anh chị quý vị cũng như là lại gia đình nhà mình nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi này, tiếp tục báo giá gia đình này. Avel nhá, chơi Gentech 2010 đăng ký năm bánh 2011 đây.
Xe này mang động cơ 1.2 số tự động này, màu đỏ này, rất hợp với các bác nữ là mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá. Xe này tên tư nhân 34 Hải Dương, 4 mùa không một lụt, cam nồi cam hành trình. Đấy, màn hình thì to như quyển sách rồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau cơ. Trang bị cả cửa sổ trời panorama đây. 220 triệu đồng cho mẫu Gentex này ạ. Đấy, nhập hàng nguyên chiếc 2010 gia đình nhá. Tiếp tục là nhập hàng đây, nhưng chiếc này thì đến từ nhà Kia. Xe thì có tên là Kia Bride 2008, nhập về Việt Nam 2010. Đấy, xe thì đời 2010, nhưng em cam kết anh chị quý như mình này. Máy số keo chỉ sơn xi nguyên zin, tên tư nhân chính chủ thủ đô nhá. Đấy, cam nồi cam hành trình thì có sẵn này. Màn hình OLED cỡ lớn này, vô lăng túi khí nhá. Bride 2008 nhập Hàn. Đấy, 225 triệu đồng thôi, số rộng 1.4 với gia đình mẹ. Vâng, chào bác Tuân Văn này, chào bác Lê Ngọc Nhã, chào bác Trần Dương. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày nay. Đấy, hãy cho em xin một vài nút like đi, một vài một nút chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều nhá. Đây, chỗ này chưa có giá này. Tiếp tục nha, Genta nhá. Genta 209 135 triệu đồng thôi, màu đen, sedan hai đầu, tập lái tránh mưa tránh nắng, cam nồi cam hành trình, nội thất đẹp rồi. Đấy, mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu gia đình nhá. Đấy, Genta 2009 ạ. Vâng, các bác nào mà đang nhắn tin qua fanpage cho em này, hoặc là hai số Zalo nhá. Sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời tất cả gia đình nhá. Bây giờ em đang bận like thì chưa trả lời được. Chưa đây, chưa giá, chưa có. Vâng, thì ngay trước máy quay em để xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2015 bản Z, hai túi khí phanh đĩa chống bó cứng ABS thì có rồi. Đấy, độ lên rất là nhiều đồ chơi này. Cặp đèn pha bi cầu nhá, màn hình Android cỡ lớn này. Con này thì em đang bán với cửa tiền 258 triệu đồng thôi. 258 triệu đồng. Một dòng xe gọi là quốc dân, lồi đồng quê đá, phá không chịu hỏng đây. Tư nhân chính chủ 17 quê lúa Thái Bình đây. La răng đúc này, đấy thì đầy đủ rồi. Máy số, keo chỉ sơn xi thì còn đẹp. Đấy, các bác nào mà muốn chọn cho mình một chiếc xe gia đình hoặc mang về đá đưa dịch vụ này thì cũng vô cùng là hợp lý nhá. Toyota Vios 2015 số sàn bản Z, 285 triệu đồng với gia đình mình. Cạnh mẫu bản Z vừa rồi này, 2015, giới thiệu gia đình mình một chiếc xe lướt đời cao. Toyota Vios 2018 form 2019, 1.5 số động bản G. Đấy, em đang bán con này với cửa tiền là 515 triệu đồng nhá. Bao zin, bao chất hãng. Đấy, ship xe cho toàn quốc gia đình mình. Đấy, hỗ trợ rút hồ sơ. Tên tư nhân 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chữ tình đây. Đấy, form mới rồi, rất là nhiều công năng công nghệ nhá. Cam nồi cam hành trình thì có sẵn này, màn hình Android cỡ lớn này. Điều hòa auto này, cần số dây rắc, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Giải đèn nắp định vị ban ngày, cặp đèn pha bi cầu. Đấy, bản G xịn 2018. Đấy, bao test hãng, không một lỗi lầm nhỏ. Máy số keo chỉ sơn xi, bao zin đến 99,9% gia đình mình nhá. Đấy, Vios bản G 2018 515 triệu đồng, hỗ trợ trả góp. Đấy, bao ship xe trên toàn quốc cũng như là những thủ tục liên quan. Đấy, tham khảo cho một chiếc xe đời cao. Con này thì chạy mới 3 vạn rưỡi chuẩn thôi, chạy chưa hết lốt đa luôn nhá, xình nhá. Đấy, xe mở ra vẫn còn thơm mùi ghế da, mùi nhựa của nhà máy này. Đấy, màn hình OLED này, đấy, vô lăng túi khí này rất đẹp luôn. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn gia lộc sâu cho những khách hàng thân thương ạ. Đây, hai hàng bán rồi, còn hàng cuối cùng này gần 3 đầu xe nhá. Các bác còn ngại ngần gì nữa, ủng hộ em bằng vài lượt chia sẻ đi. Đấy, không mất tiền, không mất bạc gì đâu nhá, và để lan tỏa của livestream hơn. Vâng, chào bác Phạm Hải Đường, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Hùng Nguyễn. Chào tất cả anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay của cháu ô tô đúng Hải Dương ạ. Tiếp theo đây nhá, báo giá gia đình mình một đầu 7 chỗ đến nhà Kia. Xe thì có tên là Zondo 2016, đăng ký bán bánh tại Việt Nam năm 2017. Động cơ 2.0 số tự động. Đấy, 7 chỗ ngồi màu trắng. Đấy, la răng đúc phay lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS thì một bộ. Xi nhan trên gương, gương kính cục diện. Đây, màn hình này đầu đài này, vô lăng túi thí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng cũng như là gảy số thể thao nhé. Tên tư nhân, không dịch vụ taxi. Cặp đèn pha bi cầu. Đấy, nội thất này, lọ ngoại thất thì sáng choang rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 2.0 số tự động. Đấy, con này thì ăn chỉ loanh quanh từ tầm 5 lít 3 đến 5 lít 4 trên 100 km đường trường nhé. Máy số keo chỉ sơn xi, bao zin. Đấy, chào bác ô tô Cũ Đức Chính nhé. Vâng, chào bác ô tô Cũ Đức Chính đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chào bác
hưng thịnh to cho các Phạm Hải Đường. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi, để anh Tùng tiếp tục báo giá, tư vấn về những thủ tục mua bán tại chợ ô tô đấu Hải Dương cho toàn thể anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc cùng tham khảo ạ. Cành mẫu Zondo 2016 rồi, tiếp tục về đời 2016 báo giá gì mình nhá. Xe có tên là Toyota Vios 2016 bản E số sàn, động cơ 1.5 nhá. Con này thì em đang giao bán với mức giá mong muốn gia đình nhà mình là 365 triệu đồng, bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ sang tên, full đồ chơi rồi. La sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, màn hình OLED cỡ lớn nhá, vô lăng túi khí 365 triệu đồng. Đấy, cho gia đình mình cùng tham khảo ạ. Có xe số tự động tầm 300 không? Số tự động tầm 300 ở đây em xem nào. Số tự động mà tầm đúng tầm khung tiền 300 thì bên em chưa có nhá. Hơn 400 thì em có, hoặc là dưới 300 thì bên em có bác ạ. Đấy, bác Hưng Thịnh Tô mà đang quan tâm cái dòng số tự động này, để tí em sẽ gửi cho bác một vài mẫu để bác tham khảo nhá. Còn chính xác thì tầm 300 thì chưa có bác ạ. Đấy, nhà mình anh cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương hơn. Bác nào mà có nhu cầu này đến gần ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, đến bên em trực tiếp để được tư vấn, xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Test xe thoải mái luôn gia đình ạ. Cành mẫu Toyota Vios 2016 rồi này, tiếp tục báo giá chị quý vị mình. Vivante, Chevrolet Vivante 2009, xe đình tầm trung 7 chỗ, số tự động 2.0, em Tùng đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. 190 gia đình nhá. Là răng đúc xin nhan trên sườn, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. Đấy, cam lùi cam trình đầy đủ nhá. 7 chỗ số động ha, 190 triệu đồng gửi gia đình mình. Đây, vừa rồi là khá nhiều dòng hatchback này, sedan này. Đấy, phân khúc là gầm thấp rồi, gầm thấp và gầm trung bình này. Địa chỉ mình ở đâu? Vâng, thì em lại xin giới thiệu lại địa chỉ của bên em nhá. Bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Gần cây xăng Minh Nghiệp số 2, rìa đường mới đi từ thành phố Hải Dương xuống thành phố Chí Linh nhá. Đấy, các bác nào mà muốn tìm xe hay thì gặp ngay em Tùng ở thành phố ở chỗ ô tô đường Hải Dương. Xin cảm ơn gia đình rất là nhiều. Tiếp theo đây này, giới thiệu gia đình một dòng SUV nhá. SUV gầm cao 5 chỗ màu đen. Xe này có tên là Honda CRV 2009, động cơ 2.4 số tự động nhá, tư nhân chính chủ 37.000 quý bác. Đấy, rất là đẹp luôn, màu đen này. La sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, xin nhan trên gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay nhá. Cam nồi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều auto nhá. Em đang bán với cửa tiền 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho mẫu Honda CRV này ạ. Đấy, xin cảm ơn tất cả anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay này. Đấy, mỗi tối thì em cũng xin gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi. Đấy, để báo giá tất cả đầu sản phẩm bên này nó có nhá. Cảm ơn anh chị mình đã xem buổi livestream ngày nay ạ. Cảm ơn những bác luôn ủng hộ Thanh Tùng nhá. Cảm ơn mình rất là nhiều này. Tiếp tục là SUV gầm cao nhá. SUV gầm cao thì mình tham khảo cho em trước này nhá. Honda Hyundai Santa Fe nhá. Hyundai Santa Fe 2007, động cơ 2.7, hai cầu điện máy xăng. Đấy, 315 triệu đồng thôi. Đấy, giá hơn Morning một tí mà được 7 chỗ gầm cao SUV đến nhà Hyundai này. Đấy, Santa Fe 2007, 315 triệu đồng. Trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng rồi. Đấy, cam lùi cam hành trình này. Đấy, la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha bi cầu này. Đấy, xi nhan trên sườn xe nhé, hai cầu điện này, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến điện tử cân bằng, cam lùi cam hành trình. Đấy, màn hình thì cỡ lớn rồi nhá. 315 triệu đồng cho mẫu Honda Hyundai Santa Fe số động này ạ. Đấy, đã báo giá rất nhiều đầu sản phẩm này. Đấy, thì em xin phép đình mình ngừng một vài giây để uống cốc nước nhé, rồi tiếp tục để quay lại với buổi báo giá của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, để ủng hộ em đi, cả nhà mình hãy cho em xin vài nút chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình mình ơi. Chào bác Trần Hữu Chiến, có Vios 2011 không ạ? À, 2021 không ạ? Vios 2021 thì bên em chưa có rồi. Đang có 2017 và 2018 thôi bác Trần. 2017 và 2018 thôi, đúng rồi. Bác Trần Hữu Chiến nhá. Đấy, Vios thì đang có 16, 17, 18 thôi. Chưa có 2021 ạ. Đây, 18 đời cao này có chiếc này. 1.5 số động bản G này, đấy, màu vàng cát, tên tư nhân 99.
ở Bắc Ninh quê hương quan họ chữ tình đây, số rộng nhá, form dáng mới rồi. Đấy, cho xe nào đây bác ơi. Đấy, màu vàng cát rất đẹp này, tên tư nhân 99 Bắc Ninh đây. Giải đèn nét định vị ban ngày này, cặp đèn phai bi cầu này, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn nhá. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Cái đăng ký đăng kiểm thì còn 2 năm nữa cơ. Tháng 3 này, năm 2024 này, 515 triệu đồng, máy số cao chỉ sơn Sizin. 2018 đây, 2018 đây ạ. Đấy, màu vàng cát số rộng đây. Là giáng đúc thành địa chống bó cứng AS 4 bánh. Đấy, điều hòa ô tu cần số dây dắt vô lăng túi khí nhá. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, bảo test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình về đầu sản phẩm này nhá. 515 triệu đồng. Đấy, xe vẫn còn mùi thơm, mùi nhựa, mùi da mới luôn. Kia Morning màu xanh anh ơi. Bác Giang Quài Trường Giang. Kia Morning màu xanh à? Đây. Kia Morning màu xanh các bác ơi. Đây. Kia Morning màu xanh 2010 số rộng đây. Đấy, 235 triệu đồng gửi đến bác nhá. Đấy, số động bản SX, bản đổ nhá, bản nhập hàn, bản đổ phun kịch đây. Là giáng đúc phanh kia chống bó cứng AMS này. Vô lăng túi khí cần số jack điều hòa auto nhá. 235 triệu đồng này. Đấy, con này, đây con này cũng thế nhá. Con này cũng bản SX bản đủ đây, con này 230 triệu đồng thôi. Là giáng đúc hoa mai lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si bao chất nhá. Đấy, màu xanh còn hai chiếc này, Kia Morning. Đấy, em xin phép báo giá tiếp tục những đầu sản phẩm đang còn lại để mình cùng tham khảo một lượt nhá. Nếu bác làm quan tâm sâu với dòng nào này, sau buổi livestream này thì em sẽ gửi những hình ảnh video chi tiết nhất của những sản phẩm bên đang có gia đình mình cùng tham khảo nhé. Đấy, từ máy số keo chỉ sơn si đến từng con ốc luôn, gầm bệ thì mình cùng đánh giá về sản phẩm bên em nhé. Asen 209 báo giá rồi này, 165 triệu đồng nhé. Cạnh con Asen 209 rồi, xin báo giá đến gia đình nhà mình. Con Asen 219 đời cao xe lướt đây, xe thì đi 5.8 chuẩn này, động cơ 1.4 số sàn hộp số 6 cấp, màu trắng biển tư nhân 98 Bắc Giang đây. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp nhá. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài, còn 5 nữa cơ. Đến tháng 9 năm 2023 cho mẫu Asen 2009 à 2019 này nhá. Đây, rất là nhiều xe luôn này, rất là nhiều xe luôn này. Y10 số động thì chưa có bác Đinh Văn Trí ơi. Đang có Morning số động với nhau, Y10 số động thì tạm thời chưa có rồi. Tiếp theo đây nhá, nhà mình cùng tham khảo cùng em này. La Chetti CDX 2010 đăng ký năm 2011. Nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.6 số động nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng thôi. Cho mẫu sedan hai đầu phân khúc hạng C này. La giáng đúc phanh địa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp thủy điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2023. Đấy, mẫu này nào 255 triệu đồng nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho đại gia đình mình. Đấy, thì chỗ này là góc này hết xe này. Đấy, đã báo giá hơn 60 đầu xe rồi. Không biết anh chị quý vị đã nhắm, đã ưng được em nào chưa nhá. Để em báo giá sâu hơn lại một lần nữa gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Băng chủ này, chào Phạm Ngọc này. Đấy, chào bác Đinh Văn Trí nhá. Chào toàn thể anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Có Honda City không? Honda City thì tiếc quá, tạm thời viện cũng chưa có nhá. Đấy, Phòng Ngọc chia sẻ cho chợ đi. Ok, cảm ơn bác Cao Biển ô tô rất là nhiều này. Cảm ơn anh chị mình đang xem buổi livestream ngày nay. Đấy, những lượt xem này, lượt tim, lượt like này là nguồn động lực của em tư vấn cho mình rất là nhiều nhá. Đây, từ từ. Đấy. Đấy, báo giá mà quên này. Đấy, em xin để lại hai số like nhá. 034 ấy. Đấy, báo giá từ nãy giờ quên không để lại hai số like, mình cũng dễ tham khảo nhá. Hai số này 0343540099 và 0347701777 này. Đấy, hai số like này sẽ phù bắt máy 24/7 không kể ngày thứ bảy chủ nhật cho mình cùng tham khảo ạ. Vâng, thì trong đây thì loanh quanh rất là nhiều đầu xe tập lái cho anh chị mình cùng tham khảo dùng em Tùng nhá. Đây, chiếc này là chiếc Kia Morning này. Đấy, Kia Morning 2000 đọc nhầm bình luận này, Kia Morning. Con này con Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2006, động cơ 1.5 số sàn màu bạc. Xe đang đầu tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. Đấy, các bác nào đang muốn quan tâm một dòng xe tập lái mà nhỏ gọn sedan này đầu này, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy.
xem Kia Morning số động. Kia Morning số động thì bên em đang có một chiếc 2009 này, 2010 này và 2013 nhé. Còn 2013 thì mới về chưa có giá. Để mai sẽ cân đối lại giá, cân đối lại giá cả rồi báo lại cho nhà mình sau nhé. Đây chỗ này đây, Kia Morning này 2011 220 triệu đồng thôi. Số sàn tên tư nhân 29 Hạ Lợi Phố màu vàng 1.0 nhá, 220 triệu đồng. Đây 2011. Đấy mình cũng tham khảo cho em ạ. Đấy góc này rất là nhiều xe tầm lái luôn. Đấy tiếp tục này. ASEAN nhá. Tiếp là ASEAN màu trắng 209 này, nhập Hàn 1.4 số sàn nhá. Tên tư nhân 99 Bắc Linh. Đấy con này em đang bán với cửa tiền 156 triệu đồng. 156 triệu đồng. ASEAN 209 màu trắng. Morning số tự động thì bên em có thiết này nhá. Đây nhá, Morning số động bên em còn Morning số động thì bên em còn chỗ này nhá. Đây em còn góc lại lốt là hết rồi. Đấy, hết xe là mình cùng tham khảo cho em nhá. Đây. Morning số động 2009 động cơ 1.0 nhá. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm màu trắng. Đấy, nhập Hàn, con này em đang bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. 190 nhá. Các bác nào mà quan tâm sâu đến mẫu nào này, đấy cứ mạnh dạn nhắn tin cho em qua hai số hotline hoặc là qua tư vấn sâu và gửi những hình ảnh chi tiết nhất cho anh chị quý vị mình về những đầu sản phẩm bên đang có nhá. Đấy i10209 số động 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn gia lộc sâu cho toàn thể gia đình, những khách hàng thân thương, những anh chị, những quý cô bác luôn luôn theo dõi, luôn ủng hộ Thanh Tùng nhá. Cứ mua là Thanh Tùng giảm cho, giảm làm sao rồi mình mua xe thôi này. Tiếp tục là i10 này, i10 số sàn tập lái nhá. Con này 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng i10 2008 4 máy 1.0. Đấy, số sàn nhỏ gọn tiết kiệm điện, phù hợp như bao là tập lái nhá. 135 triệu đồng. Aveo báo giá rồi. Aveo báo giá đã đi lần báo giá, đi báo giá lại hai lần rồi bác ạ. Đấy bác đợi em báo giá lốt góc này rồi em sẽ quay lại con Aveo nhá. Đấy i10 130 này, máy số keo chỉ sơn si đại chất đấy, 135 triệu đồng. Còn bớt sâu. Cạnh mẫu i10 là mẫu Gentech nhá. Gentech màu bạc 2010 nhập Hàn 1.2 số tự động nhá. Đến từ Hàn Quốc đây. Đầy đủ đồ chơi rồi, là giám đốc phanh địa chiếu vô cứng ABS, màn hình OLED này, cam lùi, cam hành trình này, sấy gương, sấy kính này, sấy ghế này. Cửa sổ trời ba lô lama này, đấy, máy số keo chỉ zin 235 triệu đồng. Đấy còn bớt còn lượng. Đây, ở trước này thì còn hai đầu nữa. Đầu này lại tập lái này, lanh quanh không đến 150 này. Giá bằng con SH thì mình cùng tham khảo đây. Kia Morning bản đổ 2 túi khí FX nhập Hàn 2008. Đấy biển tư nhân 34 Hải Dương đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền gia đình mình cùng tham khảo là 146 triệu đồng. 1.0 bản đủ nhá. Còn bớt còn thương lượng. Đây, tiếp tục này là xe đời cao đây. Tiếp tục là xe đời cao của gia đình nhá. Xe có tên là Kia Seto 2017 màu trắng. Động cơ 1.6 số tự động nhá. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh, đất cả đất thang đây. Đấy bản full được trang bị cửa sổ trời ba lô lama này. Đấy, cảm biến nhá, cảm biến đầu, cảm biến đít đầy đủ này. Đấy, số động động cơ 1.6 này, cam lùi, cam hành trình. Đấy, đèn đèn bi cầu, bi brighter này, cam lùi, cam hành trình, la răng đúc, phanh địa chiếu vô cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này, gãy số thể thao, vô lăng túi khí này. Tóm lại là một bầu trời công nghệ luôn, kể mãi mà không hết nhá. Con này máy số keo chỉ bao zin, em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình 485 triệu đồng thôi. 485 triệu đồng nhá, màu trắng. Seato đấy 2017 sedan đầu phân cúp hạng C, rất đẹp màu trắng luôn. Đấy 480 đồng bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe và giải quyết tất cả những thủ tục có liên quan đến chiếc xe này cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy bao cam kết rằng mình tất cả những sản phẩm tại cho ô tô đồ ngoại Dương này không đâm đụng va chạm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không thủy kích ngầm nước và không vướng mắc về một chút nào về vấn đề pháp lý nhá, như được cầm cố tranh chấp này hoặc là nhiều chủ nhiều chiếc gì không hề có nhá. Cam kết gia đình mình. Đấy thì vừa rồi là em cũng xin là mình 40-45 phút thì em nói rồi, đúng không? Báo giá hết những đầu sản phẩm bên em để mình cùng tham khảo cập nhật và những mẫu xe mình đang có mỗi tối nhá. Đấy thì hôm nay bên em mới về chiếc này này, Kia Morning số động 2013. Mai sẽ cân đối giá cả cách hợp lý nhất cho anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Máy số keo chỉ zin form mới rồi, form 2013 nhá. Con này đấy chưa có giá, màu trắng. Máy rất đẹp luôn. Đấy.
Vâng, thì vừa rồi em Tùng đã báo giá hết một vòng cho ô tô đầu mối Hải Dương cho tất cả anh chị quý vị nhà mình theo dõi nhé. Cảm ơn các bác đã xem đến bây giờ, đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, chào cả gia đình mình, chúc gia đình mình buổi tối vui vẻ. Có bước sóng này thì đã nhắn cho mình được mẫu xe rồi nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ.